của mật nhóm du lịch. Wow, thật tuyệt. Wow, sếp ơi, sếp mặc như thế này tức là chúng ta sắp đi du lịch đúng không sếp? Tôi nhận được báo cáo nói rằng gần đây xuất hiện một tour du lịch lừa đảo. Hôm nay chúng ta sẽ giả làm khách du lịch và điều tra vấn đề này. Đã rõ. Đi nào. Khuyến mãi lớn đây, đồ ăn ngon tuyệt, du thuyền cao cấp và thậm chí được chiêm ngưỡng kỳ lân chỉ có trong cổ tích. Hãy đến tìm hiểu đi. Mỗi người bao nhiêu tiền vậy? Chỉ 10 đồng thôi, nhanh lên chúng ta sắp khởi hành thôi. Wow, đi thôi. Ui, thật là rẻ, đúng là khuyến mãi tốt. Chúng ta đi. Chúng ta cũng đi. Đừng đẩy. Chúng ta phải hành động ngay. Đợi đã, chúng tôi cũng muốn đi. Lại thêm mấy đứa ngốc đến nữa rồi. Chào mừng, các bạn mau lên xe đi, chúng ta khởi hành. Ôi trời ạ, cô ta giả trang Lulu thành kỳ lân để lừa khách du lịch. Để tôi đi bắt cô ta. Đợi đã, chưa được. Chúng ta cần thêm bằng chứng. Đi nào mọi người. Tiệc ư? Như thế này liệu có đủ cho mọi người ăn không? Có sâu! Đâu sâu? Đâu? Chị có chắc là có bọ ở đây không? Nó đã đi đâu vậy? Có sâu! Với 200 đồng. Như vậy là quá đắt. Không đắt tí nào. Nhìn đi, lũ cá này dễ thương mà. Cá ở đây cũng năng động dữ dội chưa kìa. Mọi người có muốn mua không? Nhìn nguy hiểm quá, chúng tôi không mua đâu. Chúng tôi cũng không mua đâu. Không mua. Thế thì các người nhảy khỏi thuyền của tôi đi. Vậy ra tour du lịch rẻ này là lừa đảo sao? Thế giờ các người có cuốn không thì bảo. Ôi con gái tôi. Cảm ơn. Đến lúc bắt tên lừa đảo rồi. Cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát à? Cô đã dùng tour du lịch rẻ để lừa mọi người. Và đây là bằng chứng.
lại là Linh Dương à? Hãy xem đây. Cô sẽ không thoát được đâu. Hãy xem ra đây. Để xem chúng tôi làm được gì nhé. Các người thoát được ư? Cô sẽ đi cùng chúng tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Cô sẽ đi cùng chúng tôi. Các bạn nhỏ, người xấu có thể lừa các bạn tham gia vào các tour du lịch lừa đảo với giá rẻ. Sau đó, họ sẽ bắt các bạn phải mua đồ của họ trong chuyến đi. Thậm chí, một số tour còn không đảm bảo an toàn và nguy hiểm. Hãy nhớ cảnh báo ba mẹ cẩn thận không để bị lừa nhé.